Có phải cách duy nhất để biết được một thùng gỗ sồi chất lượng tốt đó là đến tận xưởng và theo dõi toàn bộ quy trình đóng thùng hay không? Thật ra đây là suy nghĩ chung của rất nhiều các bác khi đi chọn mua thùng gỗ sồi, bởi vì các bác nhà mình cứ quan niệm rằng là cứ đến tận xưởng, nhìn tận mắt thì mình sẽ cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn. Việc này thì hoàn toàn không sai. Đấy, tuy nhiên thực ra thì cái quá trình mà đóng thùng ấy nó chỉ chiếm đến 20%, quyết định 20% chất lượng của thùng mà thôi. Cả một quá trình đóng thùng thì cái việc đóng thùng nó chỉ là cái công đoạn cuối cùng đó, và 80% còn lại quyết định đến chất lượng của thùng thì nó nằm ở khâu chọn gỗ. Nếu bỏ qua cái giai đoạn này thì các bác có thể là đã thua ngay từ vạch xuất phát khi mà mình đi chọn thùng rồi. Đấy. Muốn tìm được một chiếc thùng gỗ sồi có chất lượng tốt thì chúng ta cần phải truy xuất nguồn gốc của gỗ đóng thùng. Đấy. Ít nhất chúng ta phải nhìn thấy được cái chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của gỗ đóng thùng. Cái thứ hai đó là cái chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của thùng. Và cuối cùng là trả lời được tất cả những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, chủng loại gỗ nào thì phù hợp nhất để đóng thùng gỗ sồi? Gỗ sồi trắng hay gỗ sồi đỏ? Loại gỗ sồi sinh trưởng ở địa điểm nào thì sẽ có được hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều nhất? Châu Mỹ, châu Âu hay là châu Á? Tuổi của gỗ sồi ở mức bao nhiêu thì sẽ cho ra chất lượng gỗ tốt nhất? Trong một khúc gỗ thì phần gỗ nào là phù hợp nhất để đóng thùng gỗ sồi? Lõi gỗ, gỗ thịt hay phần giáp gỗ? D-Cherry sẽ đưa ra những câu trả lời tối ưu cho những câu hỏi trên. Chúng tôi chọn gỗ sồi trắng để đóng thùng gỗ sồi vì xét theo độ cứng thì gỗ sồi trắng có độ cứng cao hơn rất nhiều so với gỗ sồi đỏ. Nhờ sống ở khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy nên hàm lượng chất dinh dưỡng của gỗ sồi trắng sinh trưởng ở đây là cực kỳ dồi dào. Tuổi thọ trung bình của cây gỗ sồi là vào khoảng tầm 300 năm tuổi. Vì vậy, chúng tôi chỉ chọn những cây gỗ sồi có độ tuổi từ 80 năm trở lên. Đây là độ tuổi tráng niên và dồi dào sinh lực nhất của gỗ sồi. Những cây gỗ sồi được tuyển chọn khắt khe như vậy, nhưng phần gỗ để được đóng thùng thì lại cũng chỉ lựa chọn phần gỗ thịt và loại bỏ đi phần giác gỗ và lõi gỗ. Nhờ quy trình lựa chọn gỗ cầu kỳ như vậy mà D-Cherry luôn cung cấp được những sản phẩm thùng gỗ sồi có chất lượng rất cao ở trên thị trường.